Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Hello everyone and welcome to our YouTube channel. Đây là thành phố Edmonton, Canada. This is Edmonton, Canada everyone. Đây là đường Jasper Avenue quý vị. Hôm nay tôi đưa quý vị tới cái sân hockey để xem cái mọi người họ đi coi chơi cái trận game của cái đội Edmonton ở đây. Edmonton có cái đội hockey quý vị, năm nay được vào chung kết. Hôm kia thì Edmonton đã trận đầu tiên đánh với đội Los Angeles. Đội này ở bên Cali, quý vị, ở Cali, Mỹ. Thì đội đó qua Edmonton, thành phố để đấu với đội Edmonton. Thì hôm qua thì Edmonton thắng cái đội đó là bao nhiêu? Thắng cái đội đó là 7-4 ha. Thì quý vị nào ở Edmonton thì chắc ai cũng hầu hết là ai cũng có cái trận đó rồi, thì rất là đã. Thì cái trận đó thì Edmonton thắng được thắng 7-4. Thì hôm nay là trận thứ nhì, trận thứ nhì cộng đấu ở thành phố Edmonton. Thì hôm nay tôi đưa quý vị tới cái sân hockey ở bên ngoài để xem cái như thế nào ha. Đây là thành phố Edmonton quý vị, tôi đi một vòng ở đây để cho quý vị xem cái thành phố như thế nào. Ở đây thì bên kia thì đường Jasper, đây thì đường 102 Street. Thì đi tới khúc nữa, xong rồi đi xuống thì gặp có cái sân hockey đó quý vị. Thì hôm nay thì cũng tối, gần tối rồi, cho nên ở đây thì ở thành phố thì dân cũng ít lắm, đa số họ đi đi làm thì họ về hết rồi. Thì ở đây không không ít người lắm, mà hôm nay chỉ có người họ đi đi xem hockey thôi, hay là có một ít người là họ làm gì đó thôi, chứ còn nếu mà không có tối nay mà không có trận đấu hockey thì chắc đi bộ thì cũng gặp một hai người thôi. Thì gần tới rồi đó quý vị, đi qua khoảng chừng hình như là 2-3 lóc đường gì nữa thôi thì là tới cái sân hockey rồi. Ở đây là hình như là đường này là đường 104 Avenue thì phải ạ. Thì lên đây mà đậu xe thì rất là khó. Thì quý vị nào mà đi sớm á, thì nhiều lúc quý vị có thể tìm được cái chỗ đậu xe ở đây, còn không thì cái mấy cái chỗ này thì không có chỗ để đậu luôn. Nhiều lúc người ta cấm không cho đậu, tại vì hôm nay có cái trận đấu rất là hấp dẫn, và mỗi lần ở đây có cái gì á, có cái gì á, thì ở đây đậu xe rất là khó. Quý vị phải đậu vô mấy cái bãi đậu xe trả tiền á, để đậu. Ở đằng trước quý vị đó, ở đằng trước mà bên tay phải là cái sân hockey đó, thì gần tới rồi. Đây là những người fan, người hâm mộ, người ta đi xem đó quý vị. Trước mặt quý vị đó, cái người đám đông đó là người họ đang đang đi đi hướng tới cái sân hockey đó. Thì mỗi lần mà vô cái trận chung kết á, cái vòng này là cái vòng đầu ở đây á, vòng này là vòng đầu tiên đó, thì người ta mua vé nhiều lắm, có thể nói là không có vé để mua luôn. Đó là cái sân hockey đó, cái nó có cái tên Rogers Place, đó là cái hạng di động Rogers đó, họ trả tiền rồi họ bỏ cái tên lên đó. Thì mọi người họ đi xem rất là nhiều.
Nhiều người họ mua vé không có vé để mua vào thì họ phải tới đây họ đứng ở ngoài thôi. Ở ngoài thì cũng có hai cái chỗ để mà quý vị có thể tới đây rồi rồi xem. Ở ngoài có cái màn hình tivi lớn lắm, rất là vui. Người đi tới đây thôi là nghe cái tiếng lớn của máy rồi đó. Quý vị thấy ông trước mặt quý vị là có chiếc xe truck xe lớn đó, xe đó là đi để ủng hộ cái đội của Edmonton đó. Đó. Mang cái số 97 là cái cầu thủ hay nhất của Edmonton ở đây, có thể nói là một trong những cái cầu thủ là hay nhất của cái của hockey luôn á. Thì bên phải của quý vị á, trong đó cũng có cái một chỗ để quý vị có thể vô trong đó xem. Trong này thì bên phải, cái phía bên phải này thì người rất là đông, có thể nói là không có chỗ để mà vào luôn á, đã xếp hàng vào mà cũng không có nữa. Còn đi thẳng tới đầu kia, đi thẳng tới đầu kia mà bên trái đó gần cái lầu cao đó cũng có một cái chỗ để quý vị có thể đi vô. Ông này này, ông này ông hai mình này, ông phải ông này không phải ông đá đâu, ông mang cái áo cầu thủ hai mình hôm qua là mới. Đây là cái sân hockey ở trong, quý vị tôi vẽ ra để với khi tôi viết cái giá vé để cho quý vị xem là cái vé mà nó đắt cỡ nào. Là tới cái lúc này thì quý vị nào mà ngồi gần cái sân á, thì họ bán cái vé từ 370 cho đến 755 đô. Còn ngồi ở giữa thì nó mắc hơn, không biết sao nữa, 800 từ 812 đô cho đến 1288. Còn quý vị ngồi xa trên chút xíu á, thì họ bán là khoảng 234 đồng cho đến 305 đồng. Thì đây là những cái giá vé mà còn quý vị có thể mua thôi, hay là quý vị cho mà cái trận này là không phải cái trận thứ nhì, cái trận này là cái trận thứ thứ năm á, là tới đây thôi. Thì cho còn còn cái vé thứ nhì thì chắc hết rồi. Đi thẳng tới đây cũng có một cái chỗ nữa cho quý vị có thể đi tới đây để vào trong. Quý vị có thể xem cái màn hình rất là lớn. Phải đứng đó xếp hàng đó quý vị, chứ không phải đi thẳng tới không có chỗ phải đứng để xếp hàng á mới vào được á. Những người tới đây rất là đông. Thì ở đây đó, ở đây thì người rất đông. Quý vị có thể là tới đây quý vị có thể mua mua áo quần của đội để bận để ủng hộ. Quý vị có thể mua nước giải khát, bia ở trong này họ có bán á. Rồi cũng có bên kia cũng có đồ ăn. Đó, trước mặt đó là cái màn tivi đó quý vị, cái màn hình tivi lớn vậy đó. Thì lúc mà cái trận đấu bắt đầu á, thì quý vị có thể đứng ở đây để xem. À đây quý vị có thể mua bia nè, giải khát nè. Đây cũng có cảnh sát họ đang giữ trật tự nè. Bên kia cũng có cái trạm y tế này, lỡ có chuyện gì xảy ra đó thì họ có thể giúp cho mình được nè.
Đi vào đây không có, không có nữa nè. Họ đang thay mấy cái quà cho của cái đội cho những cái fan ở đây, họ tới đây họ chơi á. Xin chào tạm biệt quý vị ở đây và hẹn quý vị lần sau. Thanks for watching everybody. Bye bye.